Hai xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà và Tôi. Và trong tập ngày hôm nay, Đăng sẽ dẫn mọi người đi trải nghiệm một căn biệt thự nằm tại trung tâm quận 2. Và hôm nay Đăng sẽ dẫn mọi người đi trải nghiệm căn biệt thự đằng sau lưng Đăng với diện tích là ngang 10 dài 15, 150m2 nước thổ cư, nằm tại phường An Phú. Và ngay cái khu vực này mình chỉ cách có một con đường thôi là tới khu vực phường Thảo Điền nha mọi người. Có nghĩa là nó kế bên phường Thảo Điền. Và nơi đây thì sẽ tập trung rất là nhiều cụm căn hộ cao cấp giống như là The Nassim nè, hay là Mastery Thảo Điền, và rất là nhiều căn hộ cao cấp khác nằm tại khu vực này. Chúng ta sẽ có một căn biệt thự với lối kiến trúc mang vẻ cổ điển, với phần mái ngói là mái Thái, nhìn nó cũng khá là thích mắt. Và đang nghĩ là chủ nhân tiếp theo có thể sửa lại những cái phần hệ thống cửa gỗ bằng cửa khung nhôm kính có nan hoa hoặc là được khảm trai, thì nó sẽ phù hợp hơn với những cái ngôi nhà hiện đại ngày nay. Và chắc chắn là một ngôi nhà bề ngang lớn thì chúng ta sẽ có khu vực gara xe hơi riêng biệt. Và đây là cái phần cổng chính của ngôi nhà, với phần cổng được sử dụng bằng là hợp kim nhôm đúc nha mọi người. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái lối cầu thang để dẫn vào cái không gian sảnh chính. Nhưng mà qua tới bên đây thì mình sẽ còn thêm một cái cửa phụ nữa. Tổng cái nhà này mình có 3 cửa. Và cái cửa phụ này nó sẽ giúp chúng ta chạy xe máy vào đậu bên hông cái khoảng sân bên đây. Và như mọi người cũng thấy thì đây là một căn biệt thự riêng biệt luôn, nên chúng ta sẽ có những cái mặt thoáng xung quanh nhà và 100m xây dựng cho ngôi nhà này. Ngôi nhà thì được xây dựng là một trệt, một lầu sân thượng. Và chúng ta đang bước vào không gian phòng khách. Ở không gian phòng khách này thì Đăng thấy là mình sẽ có một cái ô cửa sổ lớn ở phía bên đây để chúng ta tiếp nối ra cái phần vườn hoa ngoài kia. Và trong đây thì mình có máy lạnh 5 trần nè. Và cái không gian phòng khách thì nó cũng khá là rộng rãi. Ở đây thì đang thấy bên trong được thiết kế nó hiện đại hơn, nó mang phong cách tân cổ điển, với những cái sofa cực kỳ lớn với nhiều ghế ngồi. Và phía trước này là một cái hệ tủ tivi. Đằng sau này thì còn được ốp thêm một cái tấm đá marble nữa, thì nhìn nó rất là sang trọng nha. Và bên đây mình còn cái hồ cá nữa. Cá này là cá biển nha mọi người. Nhìn ở trong này nó có mấy cái rạn san hô nhìn rất là đẹp, nhìn giống như đang đi lặn biển, mà cái này đẹp lắm nha mọi người. Mọi người phải tới đây trải nghiệm thực tế thì rất là hay. Và đây là cái phần mà đang nói, cái cửa phụ mình chạy vô để mình đậu xe máy ở đây á, thì ở đây có trồng một cái hàng cây leo nè, nó giúp cho điều tiết cái không khí bên trong ngôi nhà của mình. Và nhà mình là một căn nhà hướng nam, nên do đó là đang cảm thấy được khi mà trong cái thời tiết nóng bức bây giờ, khi vô trong nhà này nó cũng rất là mát. Và ngoài ra thì ở bên đây mình sẽ có một cái khu vực sảnh chờ nữa, thì anh chị chủ nhà này đang đặt một cái bàn thờ ông điện ngay đây. Và ngay vị trí này thì mình sẽ có một cái phần cửa để dẫn ra cái chỗ mà để xe nãy ha. Thì thờ ở đây nó cũng đúng phong thủy, nó cũng vừa gọn gàng cho ngôi nhà của mình luôn. Và bên cuối cùng ngôi nhà thì chúng ta sẽ có một cái phòng ăn riêng biệt. Và mọi người thấy ở đây rất là hay nè, chủ nhà cũng đã trang bị một cái phần cửa tự động, để ví dụ như ở ngoài đây mình tiếp khách đi, thì mình có thể đóng cái cửa này lại, và các thành viên bên trong ngôi nhà của mình thì vẫn sinh hoạt bình thường. Và đang thấy là cái trần nhà này rất là cao, đủ để chủ nhà này có thể lắp luôn cái máy lạnh âm trần bên trên, nên do đó là nó cũng khá là tiện lợi khi mà chúng ta sử dụng. Và ngay chỗ này thì mình còn có những cái phần rèm cửa để che đi cái khu vực sân được bao quanh bên ngoài của cái ngôi nhà này. Và phía còn lại sẽ là không gian bếp. Không gian bếp hình chữ U, một không gian rất là rộng rãi luôn. Và như mọi người thấy thì cái không gian này nó cũng mang cái phong cách cổ điển, giống như cái ngôn ngữ thiết kế của ngôi nhà. Toàn bộ cái phần đá bếp á, thì được ốp lát lên trên tường luôn, nhìn nó rất là cứng cáp và mang nhiều cái tính thẩm mỹ. Có thể là đây là cái ngôi nhà mà Đăng xin chị chủ cho quay khi mà chị đang ở, nên là có nhiều cái đồ nó hơi không có được chỉnh chu lắm, thì mong mọi người bỏ qua nha. Và bây giờ hãy cùng Đăng đi lên tiếp tầng 1 để xem bên trên có gì.
và chúng ta sẽ có một cái lối đi lên cầu thang. Và như mọi người thấy thì cái phần cao độ mặt sàn của phòng khách nó sẽ cao hơn cái phần gara bên dưới, nên do đó nó cũng sẽ sạch sẽ, nhưng mà cái ngôi nhà được chia thành nhiều cái không gian thì nó cũng rất là hợp lý. Đây mọi người sẽ thấy rõ được cái phần đậu xe, chúng ta có thể về đậu xe hơi xong mình đi cái cửa này vào, đi lên phòng luôn cũng được, hoặc là mình đi vào phòng khách thì cũng được. Ở dưới đây mình sẽ có toilet của tầng trệt. Cầu thang được làm vòm theo dạng biệt thự với phần giếng trời bên trên lấy sáng, nhìn nó cũng rất là hay. Toàn bộ bên dưới đều được lót bằng đá marble hết nha mọi người. Và ở bên đây thì chúng ta sẽ có một cái không gian phòng làm việc. Ban công của mình là màu trắng nè. Bây giờ mình chuyển qua ban công màu đen đó nè. Tiếp tục thì Đăng sẽ dẫn mọi người lên cái cầu thang này, nó rất là dễ thương nha mọi người. Ở đây mình lắp đặt được thang máy luôn đó. Và ở trên tầng 1 thì chúng ta có 3 khu vực không gian chức năng. Đầu tiên là phòng master. Thì phòng master này thì Đăng thấy hình như là phòng này dành cho con của chị chủ nhà, với những cái tông màu bên trong nhìn nó rất là dễ thương. Và phòng này thì sẽ có phần ban công phía bên ngoài. Đây là cái view trước nhà mình nè, toàn bộ là view biệt thự hết. Và một cái tòa cao ốc cao. Tòa cao ốc này nó sẽ giúp chúng ta cản cái ánh sáng cực kỳ tốt, nếu như mà thời tiết theo mùa thay đổi ánh nắng có thể xuyên vào trong nhà. Và bên đây thì chúng ta sẽ có một cái toilet rất là rộng. Bên trong toilet thì với đầy đủ cái thiết bị vệ sinh rồi, và có sẵn luôn một cái bồn tắm lớn ngay đây. Khu vực thứ hai của tầng 1 là phòng này, là cái phòng của chị chủ nhà làm việc nha mọi người. Và căn phòng thứ ba này cũng là một căn phòng nhỏ dành cho con của chị chủ nhà. Chúng ta có một cái căn phòng nhìn nó cũng khá là dễ thương. Nhà này thì chủ nhà đang ở, nhưng khi mà Đăng đi review, Đăng đánh giá thì Đăng nghĩ là Đăng sẽ đánh giá cho mọi người về cái phần chất lượng và xây dựng. Đăng thấy là nhà này được xây dựng khá là kiên cố, với layout công năng được phân chia rạch ròi và nó rất là hợp lý. Còn về mọi người muốn sở hữu ngôi nhà này thì mọi người có thể chỉnh sửa lại, thay đổi lại và cải tạo lại theo cái sở thích riêng của mọi người. Và đây, ở đây Đăng đang dẫn mọi người đi thì nó có, Đăng cũng xin lỗi là nó có một cái vài những cái điểm nó chưa được chỉnh chu lắm thì mong mọi người bỏ qua. Chúng ta sẽ có một cái toilet riêng ở đây và một cái phòng ngủ nhỏ nữa. Phòng ngủ này cũng được trang trí với rất là nhiều những cái hình trẻ con dễ thương. Là tổng cộng tầng 1 này mình có 3 phòng ngủ dành cho và một cái phòng làm việc. Phòng lớn master thì sẽ có toilet riêng, và phòng những cái phòng nhỏ còn lại sẽ sử dụng một toilet chung như đây. Em mời mọi người lên tiếp tầng 2 nha. Không, mọi người thấy Đăng đi trên cái cầu thang này kiểu giống như đi catwalk. Nếu như mọi người quan tâm thì mọi người xem thêm một chút xíu nữa, Đăng sẽ chia sẻ về vị trí và những cái khu vực xung quanh căn nhà này cho mọi người xem. Và tầng cuối cùng thì chúng ta sẽ có phòng master. Một căn phòng được thiết kế với cái phần mái xéo nhìn rất là dễ thương nha mọi người. Ở bên đây thì sẽ là một cái hệ tủ nè, và chúng ta sẽ có khu vực toilet. Toilet này hơi bị chất chơi luôn nha mọi người. Mình sẽ có ở bên dưới thì được rải sỏi nè, thêm những cái phiến đá để tạo điểm nhấn. Ở đây sẽ là hai khu vực bồn rửa và bồn nằm ngay đây. Ở phía bên trong này thì có cái khu vực của phòng tắm đứng riêng biệt, và bên đây là toilet.
cái này mà mình dọn gọn gàng chỉnh chu lại nữa thì nó sẽ rất là đẹp với mọi người. Và đi ra phía trước này thì sẽ làm một cái khoảng phòng riêng tư của chủ nhân ngôi nhà này, một cái được tạm gọi là một cái phòng thờ với đầy nhiều thiết bị của chủ nhà này đang để sẵn. Ở đây thì mình còn có thêm một cái phần ban công ở phía bên hông nữa, thì nhìn nó cũng rất là sáng, nó giúp cho tăng cái độ sáng sủa hơn cho ngôi nhà. Ở bên trên trần thạch cao thì cũng được chạy những cái nét kiến trúc hình khối nhìn nó khá là lạ mắt, và nó cũng sẽ là điểm nhấn cho cái phòng ngủ này. Và ở phần tầng 2 này mình sẽ còn một cái không gian phòng thờ ấm cúng riêng nữa, thì đăng quay cho mọi người xem thôi nha. Và ở phía cuối cùng thì mình sẽ có một cái sân phơi ở phía đằng sau. Sân phơi này thì cũng đã được set up đầy đủ các thiết bị rồi. Và tất cả nội thất ngoại trừ những cái đồ cá nhân của chủ nhà thì cũng sẽ được để lại cho mọi người với mức giá là 45 tỷ cho ngôi nhà này. Một ngôi nhà với một vị trí tuyệt vời. Từ ngay trục đường ngay nhà của mình á, mình đi ra xa Hà Nội, Hà Nội chỉ mất 30 mét thôi. Và mình chạy khoảng tầm một cây số là sẽ tới ngay khu vực Landmark 81, tòa nhà cao nhất Việt Nam. Với một cái vị trí thuận tiện, nằm tại trung tâm thành phố Thủ Đức và rất là nhiều tiện ích khác, chẳng hạn như Vincom nè, chẳng hạn như là xa lộ Hà Nội để chúng ta đi về những khu vực phía đông, hoặc là đi vào trung tâm thành phố, những trục đường rộng nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, và kể cả có ga metro nữa. Sắp tới này khi mà mình ga hoạt động thì mình chỉ cần đi bộ ra lên tàu là sẽ tới trung tâm gần nhất thôi. Rất là nhiều những điểm sáng cho ngôi nhà này. Và hiện tại chủ nhà đang chào bán trên thị trường với mức giá là 45 tỷ cho một căn ngang 10 và 15, được xây dựng là một trệt hai lầu, với kết cấu nhà theo đăng đi cảm nhận thì nó rất là kiên cố. Thì liệu 45 tỷ có phải là con số xứng đáng để cho mọi người có thể sở hữu? Thì hy vọng là mọi người sẽ, nếu thích thì mọi người sẽ tới đây trải nghiệm thực tế đó. Và đừng quên số điện thoại đang để ở bên góc phải màn hình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.